Hello, bây giờ là 3 giờ sáng rồi nhưng mà mình bắt buộc phải nói về việc mình vừa mới trải qua một cái vấn đề rất là kinh khủng liên quan tới mạng sống của mình. Đây, cái spark và mạng sống các bạn. Suýt chết. Thì vừa rồi á, khoảng 2 giờ hơn á, mình Bây giờ là có 2 leo giờ lên rồi. trên sân thượng Bây của giờ là cái tòa chung cư này, 17 lầu. Sân thượng này nó cao khoảng 18 19 lầu gì đó. Thì mình bay thử và hy vọng rằng là có những cái góc quay nó đẹp, nó mới lạ, nó cao và nó thích thú hơn là bay ở dưới đất. Và một chuyện đó là mình không thể giải thích được, đó là và bây giờ mình đang ở trên nóc Hà Nội rồi. Các bạn có thể thấy xung quanh đây, đó là Hà Nội. Mình đang ở trên khoảng lầu thứ 17, 18. Và đây là con Spark. Mình sẽ test thử xem là cái chất lượng của nó như thế nào, quay ban đêm như thế nào. Và trên đây khá là cao. Hôm nay mình sẽ test lại một lần nữa ở trên cái độ cao này xem là nó có bay được hay không. Và rất có thể là nếu mà bị trôi một phát thì nó sẽ tan xác ngay lập tức. Bây giờ mình bay thử nha. Một chuyện đó là mình không thể giải thích được, đó là khi mình vừa mới bay cái spec lên, không biết do sóng hay do cái gì mà nó chỉ cách mình một chút xíu thôi, nhưng mà điện thoại mất sóng, điện thoại mất điều khiển con spec và nó spec nó tự động bay chỗ khác. Spark nó tự động bay đi chỗ khác. Bây giờ mình nói mình nổi gà này. Nổi hết gà toàn thân luôn á. Oh shit, ghê quá. Và mình mất sóng con Spark đó. Và nó bay đi, bắt đầu trôi đi. Thì theo xử lý tức thời thì mình đứng dậy. Tại vì lúc đó là đang ở trên sân thượng và mình ngồi để cho nó an toàn. Và mình đứng dậy và mình bước theo cái spec đó. Mình bước theo để hy vọng lại gần để mà lấy được cái sóng, để nó không mất sóng. Thì mình nhìn lên trên trời, gió lúc đó là vừa cất cánh xong bay lên trên cao. Nhìn lên trời và bước đi, cứ vậy bước đi. Thì mình cứ vậy bước đi thôi. Và mình bước tự nhiên một cái gì đó không biết là không biết có ai nhắc hay là như thế nào, nhưng mà mình chợt nhớ ra là mình đang ở trên sân thượng. Tại vì mình lúc mình ánh mắt mình nhìn theo cái máy bay điều khiển nó mất sóng á, mình chỉ nhìn máy bay và nhìn cái điện thoại xem nó có sóng hay không. Mình cứ nhìn và mình bước đi. Thì mình cứ vậy mình bước bước sau mình dò, thì bỗng nhiên tự nhiên mình chợt nhớ ra mình ai nhắc hay sao đó. Thôi da gà. Thì mình chợt nhớ ra mình đang ở trên sân thượng mà mình nhìn xuống thì mình vừa mới bước tới bờ của cái bờ chung cư ấy, tại trên sân thượng mà chỉ còn bước thêm một bước nữa là mình bay luôn. Và có lẽ là mình sẽ đáp ở dưới tầng trệt mà không cần thang máy, có lẽ là cũng nét. Nghĩ lại ghê quá. Mà khi mình vừa mới nhìn xuống vậy thì mình giật mình nằm xuống ngay lập tức. Nó thật là khủng khiếp. Và mình nghĩ là thôi con Spark này coi như mất rồi, mất sóng hay gì đó coi như mất rồi, bỏ còn hơn là mất mạng mà. Thì tự nhiên sóng nó có lại và mình điều khiển cho nó bay trở về. Đó là toàn bộ câu chuyện thôi, rất là đơn giản thôi. Nửa đêm đi lên sân thượng một mình và bay thử
chết. Cái mình muốn nói đó là khi mà bay một cái máy bay gì đó ở trên sân thượng thì hãy thật cẩn thận và đừng bao giờ đi một mình. Đi lên sân thượng đừng bao giờ đi một mình, đi hai người để trông nhau, nhìn nhau, nhắc nhở nhau nhé. Đừng bao giờ đi một mình, mà nhất là vào đêm khuya nữa. Không biết có những cái gì nó ở xung quanh mình ha. Và cứ nhắc tới là mình nổi da gà rần 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 rồi. Mình cảm thấy ghê quá. Để bảo vệ bản thân á, thì mình nhắc lại là đi hai người, hạn chế đi buổi tối lên trên sân thượng, và hãy mua cái remote bộ combo, đừng có điều khiển bằng điện thoại nữa. Điện thoại nó được có 30m à, mà nó rất là dễ mất sóng, cực kỳ nguy hiểm ha. Ok, hy vọng các bạn chia sẻ đối với anh em chơi flycam hay gì đó mới để anh em cẩn thận. Mình cảm thấy ghê quá. Bây giờ mình cứ nghĩ lại cái cảnh đứng ở trên sân thượng mình rụng mình sợ khủng khiếp.